Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất là vui mừng ngày hôm nay thì anh Phương lại lên sóng và chuẩn bị giới thiệu với tất cả các bác rất nhiều sản phẩm âm thanh cao cấp để cho các bác đầu tư. Có những sản phẩm âm thanh trong thời điểm này anh Phương bán với giá giao lưu gần như là gọi là phi lợi nhuận và không thương mại luôn. Trước mắt các bác thì ngày hôm nay em đang giới thiệu với các bác về 4-5 mẫu loa và súp. Và đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có một cặp loa JBL 415 bát 40. Cặp loa này thì mới vừa về nhưng mà với tình trạng của nó thì chắc là khó có thể chê được nó. Hàng về còn chưa kịp lau chùi dán tem để bán cho các bác luôn. Không cần phải lau chùi này. Sạch sẽ đẹp như mới. Một cặp loa xuất sắc luôn. Với cấu hình của nó là một bát 40. Các bác nhìn cho em cái màng bát nhá. Nhìn kỹ này, nhìn gần này. Các bác nhìn thật kỹ này. Đấy, màng còn rất là đẹp các bác. Ánh kim nổi lên rất là rõ nét. Từ cây gân các bác nhìn kỹ cho em cây gân này. Đấy. Nó còn gần như là không có bụi. Một chép kèn chép đĩa. Đấy. Một chép đĩa. Côn 44. Và một bát 40 từ 19 côn 76. Thùng vỏ gỗ sơn sần. Đời 415 Pro. Các bác lưu ý cho em là cứ có thêm chữ Pro là nó ở phiên bản nâng cấp và là phiên bản gọi là giới hạn của cái series đó. Ví dụ đây là dòng series 400 thì khi đó chúng ta thấy rằng là mã Pro là mã cao cấp nhất của dòng series 400. JBL 415 và Pro 415 sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Mã này không sản xuất ở nước thứ hai, chỉ có sản xuất tại Mỹ. Và đến thời điểm này thì không có hàng mới, chỉ có hàng đã qua sử dụng. Và hàng còn zin hay không zin, hàng còn đẹp hay không đẹp, đấy là vấn đề. Chứ còn tất cả những hàng này thì các bác lưu ý cho em là không có hàng mới. Còn những cặp như em tuyển này thì nó cũng chả khác gì bóc xốp cả. Rất may mắn là anh Phương được anh em bên phân phối rất ưu tiên. Cứ hàng nào đẹp em mua hết. Miễn làm sao hàng zin chuẩn để cho các bác chơi và làm sao để cho các bác sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả luôn. Với mức đầu tư thì những cặp loa này hiện tại đang có mức đầu tư là 25.500.000 đồng thôi các bác. Rẻ hơn 515 nhưng mà về chất lượng âm thanh thì nó có gì đó nó hay hơn 515 nếu các bác cùng so sánh. Bởi vì là cái bát của nó là bát từ thường, từ 19 côn 76. Tiếng bát sẽ sâu hơn và chắc hơn so với 515. Và đồng thời các bác lưu ý cho em là hàng ở đây là côn tép đĩa cho nên tiếng rất là hay. Xuất sắc luôn, giá 25.500.000. Và giá này thì rẻ hơn so với lại cái giá cách đây khoảng 1 tháng. Cách đây 1 tháng những đôi này nó rơi vào 27 triệu. Còn bây giờ hiện tại thì em đang bán rẻ cho các bác với rẻ được 2 triệu luôn các bạn. Rẻ được 2 triệu luôn. Và chỉ có một đôi thôi các bác nhé. Bởi vì là những đôi này em nói thật là những đôi này mà nó cũng tầm giá với những đôi của 825. Nhưng mà nếu về độ chất và độ hay cũng như hình thức thiết kế thì 825 không bằng nó được. Đấy. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là về cái gọi là độ bền bỉ thì dòng này rất là bền bỉ. Còn bên dưới này, đôi này chưa kịp lau chùi các bác nhá. Đôi PV FP 2XT, đôi này thì nó ở cái tầm gọi là sưu tầm rồi. Nếu nói về PV thì cái mã này như thế này là rất là đẹp các bác. Màng xanh biếc. Bát từ 22 côn 100. Chép của nó là chép to côn 44. Thùng vỏ gỗ được bọc nỉ rất đẹp. Con này thì về cái dòng PV thì bao giờ cũng có một cái đặc điểm là thùng vỏ của nó có kích thước to hơn so với JBL. Nhưng mà về cái giá thành của nó thì nó lại gọi là ăn đứt JBL luôn. Nếu như đôi này mà so sánh với những đôi JBL cùng cái tầm tiền này thì JBL lại thua nó. Thua nó từ cái tiếng bát, thua nó từ cái tiếng tép. Còn nói về cái độ sạch tiếng thì JBL nó sẽ mềm mại, dịu dàng hơn một chút. Nhưng nếu bác nào mà thích nghe chép thì JBL thì con này thì chép con này nó sẽ bay hơn, mạnh hơn. Anh em ở trong khu vực miền trong thì các bác thấy rằng là nếu chơi JBL thì ít hơn chơi PV. Bởi vì là anh em ngoài miền trong là thường hay chơi ngoài không gian ngoài trời. Cho nên là không hạn chế về cái, đầu tiên là không hạn chế về cái kê kích. Cái thứ hai là chơi ngoài trời thì cái tiếng tép của dòng PV nó nảy hơn. Một điều quan trọng hơn cả là cái mức đầu tư nó thấp hơn, nó hiệu quả hơn. Với một đôi này hiện tại em đang bán cho các bác với giá bao nhiêu?
16 triệu 500 thì các bác thấy rằng là nếu mà JBL thì làm gì có mã nào mà nó khủng bố mà nó giá này đâu các bác. Cho nên các bác chơi nếu như các bác có không gian rộng, hoặc là ví dụ như các bác muốn chơi một đôi loa bền bỉ thì chơi PV cho em. Con này thì nó chỉ có mỗi một cái điều mà anh Phương thấy rằng là hạn chế của nó, đó chính là cái kích thước của nó to. Cho nên anh em nào chơi thì phải có không gian để kê kích. Công suất của con này thì nó đạt tầm 600W một kênh một quả, đánh ở trở kháng 8 ohm. Đấy. Hàng sản xuất lắp ráp tại Mỹ, Made in USA đây các bác nhé. Hàng thì các bác nét căng. Dòng PV thì thường là những con ốc này là nó hay bị han. Đấy, con ốc này nó hay bị han. Nhưng mà cái đôi này thì nó cũng chưa kịp han đâu các bác. Đấy, nó chỉ hơi một tí thôi. Đấy. Đây là chưa vệ sinh lau chùi gì cả, lau chùi sạch sẽ đi thì nó sẽ mới cứng cựa luôn các bác. Đấy. Đôi này là 16 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Bán giao lưu các bác, cho nên các bác đừng mặc cả nhé. Hàng bao zin, còn không zin tặng loa luôn. Còn những đôi này nếu mà không zin thì nó rẻ đi được vài triệu rồi. Xin báo cáo các bác là Nam Mỹ thì các bác lưu ý cho em là phải zin nó mới hay. Đấy, giá thành hợp lý lắm các bác. Còn sang đây chúng ta sẽ có một đôi loa nữa, là một đôi loa JBL Control 29 cũng mới về. Đôi này với thiết kế một bát 20, một chép kèn. Và đây là dòng loa mà được anh em sử dụng rất là nhiều. Nói tóm lại là những đôi loa này về phát là hết luôn. Thùng vỏ của con này thì khá gọn gàng. Anh em có thể chơi không gian gia đình độc lập được, chơi kết hợp được. Hoặc là ví dụ như là chúng ta chơi mà những anh em nào đang chơi loa bốt hoặc là BMB mà thấy tiếng nó không hay và nó không khỏe mà chưa bay tiếng thì chúng ta sử dụng đôi này thì vào thì miễn bàn luôn. Nói thật sự nếu mà để mà đánh giá một cách khách quan so sánh giữa đôi này với đôi loa bốt thì đôi này nó phải ăn đứt hai đôi loa bốt chứ không phải một đôi loa bốt. Bởi vì dòng loa chép kèn Titan bao giờ tiếng của nó cũng bay hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thùng vỏ gỗ vỏ composite rất bền bỉ. Thùng này thì yên chí, không bao giờ bẩn nấm mốc gì cả. Đấy. Và treo thì chúng ta treo ở đây. Thiết kế cái giá treo, nó có giá treo để treo ở đây các bác nhé. Đấy. Giá thành đầu tư của đôi này là 9 triệu đồng. Nhà em bán hàng thì bao giờ em cũng công khai giá. Còn anh em khác thì tùy. Nói tóm lại là nhà em cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, còn giá thành thì luôn luôn công khai. Đấy là cái sướng cho các bác để các bác cân đối. Đấy. Bởi vì là hàng xịn, hàng đẹp, không ngại gì về việc công bố giá các bác. Còn những anh em khác ví dụ như là có thể bán rẻ hơn hay đắt hơn là tùy thôi. Bởi vì là cái mức độ, ví dụ như là em nói rồi về loa Mỹ, cái độ đẹp của nó quyết định giá thành. Cái độ zin của nó thì lại quyết định đến 70-80% về chất lượng, về giá thành. Cho nên là loa không zin thì giá nó khác, mà loa zin giá nó khác. Về sang bên này chúng ta sẽ có thêm một quả súp của hãng RCF bát 50. Hàng vừa về đây các bác này. Bát 50 từ 22 côn 100. Đây các bác nha. Từ 22 côn 100, củ từ bát của nó thì các bác nhìn nó sướng ngay. Riêng thằng RCF này nó có rất thuyết phục về cái gọi là cái nhìn, cái cảm tình của chúng ta khi nhìn cái củ bát này. Nó rất là mạnh mẽ. Bát này là bát nhập khẩu của Italia. Đấy, bát RCF. Thùng vỏ gỗ sơn sần. Và đôi này thì xin thưa các bác là giá của nó là 5 triệu 500 ngàn đồng một quả. Nhà em hiện tại đang có 2 quả. Nếu anh em nào chơi sân vườn, chơi sự kiện thì chúng ta sử dụng cho 2 quả này. Còn nếu anh em chơi gia đình mà có chỗ kê kích tốt, em vẫn nói với các bác là riêng về súp 50 tiếng rất là hay, hay hơn 40. Nhưng mà có một cái nhược điểm của nó là thùng vỏ nó bao giờ nó to hơn. Cho nên là nếu như bác nào mà có không gian, chúng ta để kê quả 50 đánh rất là phê. Hôm trước về được mấy quả em bán được luôn, mà giá thành em nói thật với các bác là bán rất là hợp lý về giá thành. 5 triệu 500 ngàn đồng một quả giá tại cửa hàng. Hàng của Ý nha các bác nhá. Bác nào đầu tư thì alo cho em. Còn bên này chúng ta sẽ có thêm một em nữa. Con này là một con đẩy nguồn xung công suất lớn, dành cho anh em đánh súp kép hoặc đánh những đôi loa gấu, khai thác tốt với những đôi loa Mỹ công suất lớn. Đặc biệt là những dòng loa phun đôi từ 22 côn 100, dòng của Mika. Con này thì với công suất của nó đã đạt 2.300W một kênh. Đấy, có thể đánh súp kép thoải mái mà nó rất nhẹ. Con này thì nó chỉ rơi vào đâu đó, rơi vào từ 7 đến 11 cân gì đấy. Nó nhẹ lắm.
B nhẹ tênh luôn. Anh em làm sự kiện dùng con này thì hay luôn. Còn nếu đánh loa thì nó quá nổi bật luôn, bởi vì là cái dòng này là dòng nguồn xung mạch class D. Hiệu suất của nó rất là tốt. Hàng zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đấy, nó con này thì ngắn và nhẹ. Mika 1200Q. Giá thành đầu tư của con này là 11.500.000 đồng các bác nhá. 11.500.000 đồng. Có một con duy nhất. Anh em nào mà đánh công suất lớn hoặc đánh sự kiện, đánh xúc kép thì cứ alo cho em lấy con này miễn bàn luôn. 11.500.000 khỏe cực kỳ luôn. Đấy, còn bên trong này chúng ta cũng sẽ có một đôi nữa, đó là đôi JBL 40 neo. Đó là dòng 515. 515 được sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Đây là dòng loa phun đôi. Nếu để nói rằng là dòng loa phun đôi mà giá thành rẻ, thùng vỏ gỗ sơn sần mà rẻ, thì đôi này sẽ là đôi có giá gọi là sàn nhất, gọi là nó mất giá nhất. Đôi này từ chỗ đang bán 40 triệu thì hiện tại đôi này hiện tại em đang bán có 32 triệu. Ngày xưa em nhớ có thời gian nhập đến tầm khoảng 38, 36 triệu. Đến bây giờ thì giá nhập của nó còn giá bán còn rẻ hơn cả giá nhập ngày xưa. 32 triệu mà các bác tìm mua một đôi loa phun đôi 2 bát 40 neo, đây là hàng xịn các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là hàng xịn khác với hàng nhái, và hàng zin nguyên bản khác với những hàng cỏ. Đấy. Thùng vỏ thì như mới. 32 triệu bán nhanh. Cứ bán khẩn trương cho các bác chơi cho nó dã. 32 triệu, 32 triệu nào, bác nào đầu tư thì alo cho em nào. Như vậy là ở đây có mấy mẫu sản phẩm này, bác nào đầu tư thì alo cho em nhé. Số máy của em là 0971985. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.